Ok, xin chào tất cả mọi người. Và hôm nay á thì nhân một dịp rất đặc biệt, Hòa xin chia sẻ một câu chuyện này với mọi người. Trước đây á, công việc làm phim chuyên nghiệp của Hòa yêu cầu một cái độ khắt khe rất lớn về hai thứ, đó là hình ảnh và âm thanh. Công việc của tụi mình ngoài một cái bản phim chuẩn á, thì tụi mình có hàng trăm thứ khác để check. Ví dụ giống như là những cái trailer, teaser, best cut thì tụi mình đều phải check rất kỹ. Và cái công việc này á, nó yêu cầu mình phải di chuyển đi lại rất là nhiều. Có khi là mình làm màu ở một nơi, mình check âm thanh, sound effect, sound design ở một nơi, mình lại làm kỹ xảo ở một nơi, mình dựng phim ở một nơi. Nhưng mà thật sự là may mắn á, khi mà Sony gửi tới cho mình một chiếc Sony Bravia 9 cùng với lại bộ âm thanh của Sony. Từ lúc có em này ngay tại phòng khách của mình, ngay tại nhà, thì cái công việc của mình á, nó trở nên thoải mái, mình tự do hơn, mình có thể chủ động hơn trong việc á, canh chỉnh giờ giấc của mình, và đặc biệt là tự tin hơn trong cái việc là những cái sản phẩm của mình không chỉ chiếu ở rạp mà nó đi lên cái nền tảng digital á, nó cũng tiếp cận khán giả một cách nó chân thành và rõ ràng hơn. Chiếc Sony Bravia 9 này á, gần như là chiếc tivi có màn hình LED sáng nhất hiện nay. Mọi người có thể thấy là Hòa đang ngồi trong phòng khách và Hòa không cần phải kéo rèm, không cần phải đóng cửa. Hòa vẫn để ánh sáng tự nhiên mở cửa cho có không khí thoải mái cho cái việc làm của mình. Và màn hình LED này nó vẫn cân chỉnh được cái độ sáng đủ để mình có thể tự tin vào cái sharpen, cái nét màu, cái contrast, cái độ tương phản của màn hình. Nó đủ làm mình tự tin để có thể check những cái material, check những cái trailer, check những cái bản phim nó cực kỳ quan trọng của mình ngay trên chính chiếc tivi này. Đó là một cái điều mà giúp cho mình giảm bớt cái áp lực công việc, giảm bớt cái thời gian di chuyển giữa các cái phòng có xí nhau rất là nhiều. Có một cái thông tin mà mình được nhận từ Sony, đó là mình nghe đâu là Sony có một cái hợp đồng độc quyền với Netflix để mà có thể đem được những cái chuẩn hình ảnh của Netflix tốt nhất trên chính chiếc Sony này. Đã có hình ảnh rồi thì âm thanh cũng cực kỳ quan trọng, với một cái sound bar, với một cái cục bass xịn như vậy. Ngoài ra, TV Sony Bravia 9 còn hỗ trợ đa dạng chế độ xem phim Dolby Vision, IMAX Enhanced đạt chuẩn điện ảnh hiện nay. Đặc biệt nữa đó là với công nghệ AI của TV và bộ âm thanh này thì nó có thể xác định được cái góc ngồi của người xem để mà tạo ra một cái vùng không gian giữa âm thanh và ánh sáng tốt nhất để chúng ta trải nghiệm những cái bộ phim. Thì đó thật sự là một cái công nghệ nó quá tối ưu để chúng ta có thể xem được phim tại nhà, và Sony đem lại điều đó cho chúng ta.